Rất hân hạnh được chào đón tất cả các anh chị em trong buổi chiều ngày hôm nay. Hôm nay là một ngày khá nắng đúng không ạ? Khá nắng nóng. Vì vậy mà chúng ta có cơ hội mà làm việc và gặp gỡ nhau ở trên Zoom ở trong nhà như này với cái điều kiện thuận lợi như này là một điều rất là tuyệt vời. Hôm nay mình rất là vui được nhân cái cơ hội này để chia sẻ với mọi người một cái cơ hội công việc, một cơ hội kinh doanh rất là tuyệt vời. Mình xin phép trước khi bắt đầu thì mình xin phép được tự giới thiệu. Mình tên là Đinh Thị Thu Trang. Mình năm nay 38 tuổi. Mình sinh sống ở Long Biên, Hà Nội. Bản thân mình trước đây thì mình là một người phiên dịch và là một người mua hàng xuất nhập khẩu, làm việc qua khá nhiều công ty và những tập đoàn lớn. Nhưng mà qua những cái hành trình, qua những cái quá trình mà mình làm nhiều tập đoàn và nhiều công ty như vậy thì trong bản thân mình luôn có một cái điều gì đó khao khát và mình vẫn chưa cảm thấy mình tìm thấy một cái môi trường phù hợp cho bản thân mình. Thì cái thời điểm năm ngoái thì mình đang làm cho một cái tập đoàn tư nhân rất là lớn, lớn nhất của Việt Nam, và đúng vào thời điểm đấy thì mình cảm thấy cái sự bí bách ấy, nó càng lớn hơn rất là nhiều. Vào cái thời điểm đấy thì mình đã tham dự cái lớp học phát triển bản thân, và mình rất là may mắn để được gặp gỡ một người anh, một người bạn của mình là anh Phạm Tiến Huynh đã giới thiệu cho mình biết một cái cơ hội kinh doanh mà ở đây mình như cá gặp nước vậy. Mình đã nhận được rất là nhiều giá trị và mình tin rằng đây là cái con đường mà rất là hoàn hảo để giúp mình có thể hoàn thiện bản thân cũng như là đạt được những cái mục tiêu tài chính của bản thân mình. Thì hôm nay mình rất là muốn giới thiệu cái cơ hội công việc này đến với tất cả mọi người để cho mọi người cùng tìm hiểu, và mình tin rằng mọi người sẽ nghe xong thì cũng sẽ nhận được những cái giá trị và có cái mong muốn cùng hợp tác với tập đoàn Sovereign Wellness giống như mình. Trên màn hình hiện nay mọi người đang nhìn thấy hình ảnh một con chim đại bàng đúng không ạ? Cơ hội làm chủ cuộc sống. Làm chủ cuộc sống có nghĩa là chúng ta sẽ đạt được cái mục đích của cuộc đời của chúng ta. Giống như Bác Hồ thường nói là độc lập, tự do và hạnh phúc đúng không ạ? Thì ở Siri sẽ cho chúng ta cái cơ hội độc lập trong cả về mặt tư tưởng, độc lập trong cả mặt tài chính, và sẽ chúng ta giúp chúng ta có tự do nữa, tự do về không gian, thời gian, tự do tài chính và đạt được cái hạnh phúc của cuộc đời của chúng ta. Ở Siberia chúng ta sẽ có bốn lựa chọn khi tham gia hợp tác cùng tập đoàn. Thứ nhất là chúng ta chỉ cần là chọn là người tiêu dùng trung thành. Với lựa chọn thứ nhất thì chúng ta sẽ được mua hàng giảm giá 25% với việc là cung cấp thông tin để lập một cái thẻ, lập một cái mã và không mất thêm một chi phí nào cả. Lựa chọn thứ hai là khi mà chúng ta có thể sử dụng sản phẩm và cảm thấy sản phẩm rất là tốt và tìm hiểu tập đoàn thì thấy tập đoàn là một cơ hội kinh doanh tốt, thì có thể lựa chọn thứ hai là chúng ta sẽ làm với thu nhập bổ sung, với cái thu nhập có thể dễ dàng đạt được trong từ 12 triệu đến 22 triệu, và có cơ hội được tham gia vào cái trường đào tạo S69 đào tạo doanh nhân miễn phí. Và tiếp theo sau khi mà mọi người làm thêm mà mọi người cảm thấy cái cơ hội này nó quá tuyệt vời thì mọi người lại có thể tham gia làm chính đúng không ạ? Thu nhập làm chính ở đây thì có thể đạt từ 40 đến 105 triệu với những cái dự án xe hơi và du lịch nước ngoài rất là đẳng cấp, rất là tuyệt vời. Và cái lựa chọn thứ tư đó là doanh nghiệp lớn. Nếu mà có những ai mà có cái khát vọng lớn và những cái nhìn tầm nhìn lớn thì mọi người có thể chọn ngay cho mình cái lựa chọn thứ tư này. Đó, thì có cái thu nhập từ 200 triệu trở lên và còn hơn thế nữa. Ở đây trên màn hình là có một cái ví dụ để làm rõ hơn về cái việc mà mua hàng giảm giá 25%. Ví dụ như hai sản phẩm này thì có giá là 660.000, thì khi mọi người làm thẻ làm mã thì sẽ được cắt tách lại 25% tương ứng là 150.000 vào quỹ sức khỏe để mua những cái đơn hàng lần sau. Đó. Tiếp theo là cái thu nhập bổ sung mình xin làm rõ thêm, đó là khi mà mọi người dùng với cái điện thoại smartphone của mình, dùng Zalo, Facebook kết nối với mọi người, chia sẻ về sản phẩm, chia sẻ về cơ hội kinh doanh, dành thời gian 1 đến 2 tiếng một ngày làm việc một cách nghiêm túc thì đã có thể đạt được những cái thu nhập từ 12 triệu đến 22 triệu ở đây. Và đương nhiên là chúng ta sẽ được học tập vào một cái môi trường S69 đào tạo doanh nhân, thay đổi những cái tư tưởng, tư duy của chúng ta rất là tuyệt vời. Tiếp theo là cái cơ hội công việc làm việc chính là chúng ta có thể làm việc 8 tiếng một ngày một cách nghiêm túc
đầu tư thời gian tương xứng thì chúng ta sẽ có thu nhập từ 40 đến 105 triệu. Ở cái chương trình này chúng ta sẽ có được rất nhiều phần thưởng, ví dụ như dự án xe hơi hay là những cái chuyến du lịch nước ngoài và đào tạo doanh nhân rất là đẳng cấp. Ở cái lựa chọn thứ ba là doanh nghiệp lớn, ở đây mình nói kỹ thêm một chút, đó là chúng ta có nhìn thấy là khi chúng ta làm việc với bằng cách là giống như một cái sự nghiệp, giống như một cái doanh nghiệp ấy, bỏ công, bỏ sức, bỏ thời gian ra làm một cách nghiêm túc thì chúng ta sẽ có những cái thu nhập hơn 200 triệu trở lên, và ở đây đã khá nhiều, đạt được nhiều người đạt được cái thu nhập này rồi. Đó, thì tổng phần thưởng ở đây sẽ lên đến khoảng 16 tỷ ngoài cái thu nhập hàng tháng. Chúng ta sẽ có những cái lựa chọn phương án kinh doanh như vậy trên nền tảng của tập đoàn Siri của Nga. Khi nhắc đến tập đoàn Siri thì chúng ta sẽ biết đến một cái vùng đất mà là một cái rừng của Siberia có diện tích lớn gấp 37 lần đất nước Việt Nam, lớn hơn cả châu Âu, lớn hơn cả Trung Quốc, lớn hơn cả nước Mỹ. Và rừng Siberia thì có điều kiện khí hậu vô cùng khắc nghiệt. 9 tháng chìm trong mùa đông thì nhiệt độ lên lên đến âm 5 xuống đến âm 50 độ C, âm 60 độ C, có những nơi xuống âm đến 70 độ C, và 3 tháng mùa hè thì nhiệt độ lại ngược lại là lên đến 40 độ C, 47 độ C. Thì chúng ta hình dung cái thảo dược ở vùng đất nước và không khí hoàn toàn sạch, không có một nền công nghiệp nào đến đây được cả, thì cái tính dược liệu và cái tính thảo mộc của những sản phẩm này vô cùng quý giá. Siberia thì hoạt động và kinh doanh dựa trên ba cái tiêu chí là thực sự Siberia, thực sự sáng tạo và vì con người. Cái tiêu chí vì con người ở đây là một cái tiêu chí mà mình rất là thích, bởi vì là nó hợp với cái tính nhân văn mà mình mong muốn. 6 năm qua thị trường về Việt Nam thì chưa một lần tăng giá, đó là cái tính mà đặc biệt vì con người. Ở đây chúng ta sẽ nhìn thấy một cái bản đồ thể hiện cái dấu chân của Siberia đặt lên các quốc gia trên thế giới. Năm 1996 thì tập đoàn Siberia được thành lập tại Nga, và sau đó thì tập đoàn đã triển khai phát triển sang Mỹ và Đức, vào Đức năm 2009 và Mỹ năm 2010. Chúng ta hình dung đây là hai cường quốc mạnh nhất và của hai châu lục văn minh nhất và giàu có nhất, hai thị trường khó tính nhất đã được chinh phục, sau đó thì mới trở về Việt Nam năm 2013. Đến nay đã được 6 năm. Hiện nay đã trải qua 24 năm phát triển và thành công, có hơn 250 sản phẩm, có 26 quốc gia đã có văn phòng đại diện, có 65 quốc gia đang tin dùng trên sản phẩm, bao gồm cả những cái quốc gia có văn phòng online. Trên màn hình của chúng ta là trung tâm chăm sóc đặc trưng của Sibri, có mặt tại số 9A ngõ 9 Hoàng Cầu, ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội. Ở Hồ Chí Minh còn có một văn phòng nữa ở phường Cô Giang, quận 1, Hồ Chí Minh. Trên màn hình là hai con người rất là đặc biệt mà đáng ngưỡng mộ của chúng ta, đó là chủ tịch tập đoàn tên là Tasnaya. Bà là một người gốc Do Thái. Bà có một cái là một người sống lý tưởng vì nhân loại. Năm 16 tuổi bà đã viết lên cánh cửa nhà bà rằng tôi có ước muốn là làm cho thế giới này trở nên tốt đẹp hơn, và bà đã làm điều đó. Năm 21 tuổi bà đã cùng chồng bà là ông Yuri Pichev thành lập lên tập đoàn Sibri, và đã có rất là nhiều cống hiến những cái sản phẩm tốt cho thị trường. Ông Yuri Pichev thì là một người rất là giỏi và thông minh, ông viết 9 thứ tiếng. Ông sinh ra và lớn lên trong một gia đình toàn là người khoa học thôi. Cả ông bà nội và cả bố mẹ, hiện nay bố ông làm viện trưởng Viện Hàn Lâm Nga, và rất là hạnh phúc là ông được thừa hưởng tất cả những cái công trình khoa học của gia đình để lại. Đến với thế giới sản phẩm độc đáo của Siberia thì chúng ta sẽ thấy Siberia giống như là một cái văn phòng, giống như là một cái siêu thị có rất là nhiều sản phẩm. Đó, thì người già cũng có, trẻ em cũng có, đàn ông, đàn bà đều có cả. Dạ. Tiếp theo là chúng ta sẽ nhìn thấy một cái giải pháp phòng chống đột quỵ và ung thư, đúng không ạ? Đấy là cái sản phẩm của rất là tuyệt vời của tập đoàn Siberian Wellness, bởi vì tập đoàn là cái tập đoàn vì con người, cho nên là họ rất là quan tâm đến vấn đề sức khỏe.
của nhân loại. Nếu mà chúng ta sử dụng những cái sản phẩm của tập đoàn Savory thì chúng ta sẽ hạn chế tối đa những cái nguy cơ về phòng chống đột quỵ và ung thư. Đây là những cái vấn đề mà rất là nhức nhối của xã hội và nhân loại hiện nay, thì đã được Savory góp phần để giải quyết. Tiếp theo chúng ta sẽ thấy một cái chương trình về điều chỉnh trọng lượng và thân hình chắc khỏe. Các bạn hiện nay ai cũng muốn mong muốn cho mình có một cái cơ thể vừa khỏe mạnh, vừa săn chắc, vừa dáng vóc rất là đẹp đúng không ạ? Thì Siri sẽ dễ dàng giúp chúng ta đạt được điều đó. Tiếp theo là chương trình sinh lý nam. Thì mọi người sẽ vào Siri và sẽ có những cái cảm nhận. Bản thân mình thì mình nghe được rất là nhiều câu chuyện từ những người nam những cái anh nam giới đã rất là hạnh phúc và mãn nguyện và tìm được cái phong độ của mình, cái tự tin của mình sau những cái thời gian mà vì công việc và vì 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 cuộc sống rất là áp lực, thì nhờ những cái sản phẩm này họ đã tìm lại cái phong độ của mình và làm cho gia đình hạnh phúc hơn, cái cuộc sống nó chất lượng hơn. Sản phẩm dành cho nam đã có thì chúng ta đã có những sản phẩm dành cho nữ. Đây là những cái bộ mà chăm sóc dành cho nữ giới. Bản thân mình đã trải nghiệm những sản phẩm này và cảm nhận nó rất là tuyệt vời. Mình cũng là một người mẹ đã có 2 con và công việc cũng rất là bận rộn, cho nên nó lấy đi những cái tuổi thanh xuân hoặc là những cái sức sống của mình. Nhưng mà những cái sản phẩm này thì sẽ giúp cho chúng ta sẽ trở lại những cái cảm giác hoặc là những cái vẻ đẹp ở bên ngoài, về từ làn da, mái tóc và những cái vóc dáng của chúng ta, những cái cảm nhận của chúng ta lại sẽ như những cái cô gái 20 mấy tuổi vậy đó. Sản phẩm dành cho bố, dành cho mẹ. Bây giờ chúng ta sẽ thấy những cái sản phẩm dành cho con đúng không ạ? Đây là 2 sản phẩm rất là đáng yêu và con nhà mình thường xuyên sử dụng. Giúp cho bé, ví dụ như sản phẩm bên tay trái là sản phẩm kẹo sô cô la bé có thể ăn hàng ngày và giúp cho bé cải thiện cái đường tiêu hóa, mà bé có thể rất là khỏe mạnh và có sức đề kháng rất là tốt. Khi các bé trong cùng lớp có cái biểu hiện là bị sốt virus hoặc là bị cúm gì đó, nhưng con nhà mình thì trộm vía hoàn toàn khỏe mạnh hoặc là bị nhưng rất là nhẹ nhàng. Sản phẩm bên cạnh thì là sản phẩm dành cho tốt cho mắt và não. Đó, thì ngoài tiếp theo chúng ta lại thấy những cái dòng sản phẩm Daily Box này. Daily Box là những sản phẩm rất là thông minh và tiện dụng. Ở trong những cái hộp này thì sẽ có những cái túi ni lông rất là nhỏ và tiện dụng cho chúng ta bỏ túi đúng, chúng ta sử dụng hàng ngày. Nó rất là nhiều sản phẩm phong phú từ cho mắt này, cho đàn ông này, cho phụ nữ này, cho tim mạch này, cho não này, rồi là cho đôi chân khỏe mạnh hay là cho cả mẹ bầu nữa. Tiếp theo chúng ta thấy cái dòng dinh dưỡng thể thao. Đó là những cái sản phẩm mà dành cho những người mà yêu thích thể thao ấy, muốn tăng cơ ấy, hoặc là có thân hình chắc khỏe, thì những cái sản phẩm này hoàn toàn có thể đáp ứng được. Rất là tuyệt vời. Đây là cái sản phẩm mà mình rất là yêu thích, đó là mỹ phẩm, vì bản thân mình thì là một người phụ nữ và mình có thể trạng là da khô và những cái da dị ứng từ bé, cho nên là mình dùng sản phẩm mỹ phẩm rất là nhiều, nhưng khi dùng đến sản phẩm của Siri thì cảm thấy thực sự bị chinh phục, bởi vì sản phẩm của Siri nó có tính đàn hồi rất là tốt này, giúp da mình tính đàn hồi rất là tốt này, giữ ẩm rất là tốt này, mà giá cả lại phải chăng nữa mọi người ạ. Đó, rất là hay. Đây là một cái sản phẩm rất là tuyệt vời mà tất cả chúng ta trong gia đình ai cũng nên có dự phòng và trải nghiệm. Đây là một cái sản phẩm được bào chế sau cái vụ nổ Chernobyl vụ nổ nhà máy điện hạt nhân ở Chernobyl, Nga năm 1986, khi mà ông Suko Linh gì đấy, cô giáo sư này, ông ấy đã sáng tạo ra, phát minh ra cái sản phẩm này để giúp cho những người dân mà sống xung quanh cái vụ nổ rò rỉ phóng xạ đó được bảo vệ khỏi những cái chất độc ấy. Thì những cái sản phẩm này đã có 3 bằng sáng chế, và nếu chúng ta dùng hàng ngày thì sẽ giúp đào thải trung hòa tất cả những cái độc tố đến với chúng ta qua những cái từ nhiều nguồn như là nguồn nước, nguồn không khí hoặc thực phẩm. Nhưng mà ngoài cái việc đó ra thì nó có khả năng tăng sức đề kháng rất là tốt, có thể giúp cho chúng ta giảm đau đầu này, giảm hạ sốt này. Ví dụ như chính con mình, con trai lớn của mình hôm qua đã bị sốt 39 độ 2, nhưng chỉ cần dùng những sản phẩm của Siri, dùng 8 viên Formula 4 thì cháu đã cắt sốt hoàn toàn ngày hôm nay, rất là tuyệt vời. Đó, xin giới thiệu tiếp theo với mọi người, đó là dòng sản phẩm đẳng cấp cho những người có điều kiện một chút hoặc là những nhà lãnh đạo
hoặc là đây là những sản phẩm cao cấp của Sibri. Ba sản phẩm này nếu mà mọi người dùng thì đảm bảo là mọi người sẽ có một cái sức khỏe và cái tinh thần minh mẫn rất là tuyệt vời. Ví dụ như là sản phẩm màu cam là cái sản phẩm siêu vitamin, là những cái thảo dược, những cái vitamin hoàn toàn thiên nhiên, và khi mà uống vào thì mọi người sẽ có cảm nhận ngay trong ngày hoặc là ngày hôm sau luôn, giúp cho mọi người có thể có cái tinh thần sảng khoái và sức khỏe dẻo dai làm việc từ 5 giờ sáng đến 12 giờ đêm. Sản phẩm màu tím là cái sản phẩm stress relief, tức là giảm căng thẳng thần kinh dành cho những người mà hay học hành nhiều hoặc là sức ép công việc nhiều ấy, thì giúp cho mọi người sẽ có cái khả năng bình tĩnh và ra quyết định tốt hơn. Sản phẩm màu xanh bên trên ấy là cái sản phẩm Neurovision dành cho những người nào mà dùng máy tính nhiều hoặc là dùng những con số nhiều hoặc là những người mà chằm chằm nhìn vào, ví dụ như là họ làm full theo xong gì đó thì là sẽ giúp cho mắt họ được điều hòa rất là tốt. Sản phẩm của Siri thì nó sẽ đạt được 9 tiêu chí gọi là 9D. Ví dụ như là thứ nhất là đạt chuẩn với tất cả các cái tiêu chuẩn, không phải là chỉ tiêu chuẩn Việt Nam đâu ạ, mà Siri đã là sản phẩm quốc tế thì đạt những cái tiêu chuẩn của quốc tế và đương nhiên là sản phẩm đạt tiêu chuẩn của Việt Nam rồi. Thứ hai là độc đáo từ vùng nguyên liệu, từ khoa học, và có cái chương trình rất là tuyệt vời là chương trình bản quyền thanh lọc năng lượng và cân bằng. Thứ ba là về điều trị, nó là mang tính thảo dược vì tính trị liệu, cái hàm lượng trị liệu rất là cao, cho nên là cái khả năng trị liệu rất là lớn, phối hợp hiệu quả mà ít tốn kém. Cái thứ tư đó là đa dạng sản phẩm. Sản phẩm như mình vừa kể đó thì giống như một cái siêu thị, cho nên là dễ dùng, dễ kinh doanh. Thứ năm đó là đáp ứng mọi nhu cầu 100% của thị trường, người già, trẻ em, phụ nữ, rồi là người bầu, ai cũng có sản phẩm để dùng. Thứ sáu là độc quyền. Độc quyền ở đây là thương hiệu và bản quyền sáng chế. Thứ bảy là đổi mới, liên tục đổi mới, trung bình có 50 sản phẩm mới ra mỗi năm. Số 8 là đỉnh về chất lượng, là cảm nhận nhanh, hiệu quả cao, mặc dù là thực phẩm chức năng nhưng mà mọi người sẽ có cảm nhận rất là nhanh. Số 9 đó là đáy về giá, là cái chính sách một giá và không tăng giá trong vòng 6 năm qua về Việt Nam, và giá thấp nhất thị trường hiện nay và ít có đối thủ cạnh tranh. Vâng, xin cảm ơn mọi người đã nghe cái phần trình bày của mình về tập đoàn này và về sản phẩm. Rất cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Bây giờ mình xin phép được giới thiệu hoặc mời ba người đã từng dùng sản phẩm cho cái cảm nhận của sản phẩm, để mọi người ở đây, những người mới có thể chứng kiến và cho mình cái cảm nhận tổng thể, tổng quan hơn, để mọi người có thể bắt tay vào sử dụng sản phẩm hoặc là kinh doanh cùng chúng ta. Xin cảm ơn mọi người ạ. Mời mọi người ai lên sân khấu thì tự mở mic và nói tôi giúp mình nhé. Chị Loan. Và chị Xin Loan. mời chị Loan ạ. Ai đã dùng sản phẩm từ 3 đến 6 tháng, em phải mời như vậy. Vâng. Xin mời cả nhà mình có ai đã dùng sản phẩm từ 3 đến 6 tháng? Hơn. Hoặc là hơn. Tôi. Và em mời chị Loan. Lời đầu tiên xin chào tất cả các bạn có mặt ở trên Zoom, và rất là cảm ơn hôm nay chương trình cho tôi được đôi lời chia sẻ về kết quả của sản phẩm. Nói tới kết quả của sản phẩm Siberi thì tôi có rất là nhiều câu chuyện kết quả cho bản thân mình đó, bởi vì tôi là hiện nay tôi là một người phụ nữ 53 tuổi. Và trước đây, trước khi mà tôi đến với Siberi đó, thì tôi có rất là nhiều cái vấn đề về sức khỏe. Tôi bị béo phì, tôi bị nám mặt, tôi không còn chỗ nào để nám nó chen nữa. Đi ra ngoài người ta nhìn thì người ta chỉ thấy không thấy được cái điểm trắng nào của da hết, toàn là nám thôi. Đó, mập lên 72 cân. Tôi bị gan, tôi bị máu nhiễm mỡ, tôi bị u xơ, u nang. Và đặc biệt cái mà trầm trọng nhất của tôi đó là tôi bị tắc kinh từ năm 30 tuổi các bạn. Đó. Thì nó sẽ làm cho cơ thể của tôi bị rối loạn cái hệ chuyển hóa, và nó rất là nhiều vấn đề bệnh tật xảy ra. Thế cho nên là nó làm cho tôi là xấu đi, già đi, và bệnh cơ thể tôi rất là nhiều cái vấn đề trì trệ mỗi ngày. Thì tôi cũng qua rất là nhiều cái phương pháp mà điều trị từ Tây y, Đông y, rồi thuốc nam, thuốc bắc, rồi đi tới rất là nhiều phương pháp và thực phẩm chức năng của các công ty bạn nữa. Đó, nhưng mà tôi vô vọng. Thì tới một ngày tôi rất là hạnh phúc là tôi được một người chia sẻ cho tôi sản phẩm Siberi.
lúc này tôi mở lòng ra tôi đón nhận, thì cái mà kết quả mang đến cho tôi ngạc nhiên và kết quả rất nhanh là một hộp trà cân bằng nội tiết tố nữ. Bởi vì tôi nói là cái vấn đề đó là vấn đề tôi cần nhất. Tôi 30 tuổi tôi bị mất hẳn luôn cái vấn đề của phụ nữ. Thì tôi thử, tôi dùng sản phẩm, tôi chỉ thử thôi một cái hộp trà đó, thì người bạn đó tặng cho tôi đó, không lấy tiền mà tôi không biết nó là giá bao nhiêu, lúc đó tôi chẳng có thèm tìm hiểu nữa. Nhưng tôi không ngờ là khi tôi dùng trong vòng 10 ngày thì cái vấn đề của tôi nó đã quay trở lại, nó đã có kết quả. Kết quả hơn cả sự mong đợi luôn, tôi không tin vào cái kết quả của nó luôn các bạn. Thì khi mà tôi có được cái kết quả như vậy rồi đấy, thì lúc này tôi mới hỏi tới cái giá sản phẩm, thì tôi càng ngỡ ngàng và tôi càng giật mình hơn nữa. Đó là cái giá sản phẩm coi như là nó quá là tuyệt vời, phù hợp. Thì từ đó tôi bắt đầu quan tâm tới nhiều cái sản phẩm khác đó, để tôi điều chỉnh điều trị cho cái sức khỏe của tôi. Và hiện nay tôi khỏe. Và tôi đi khám cái một cái điều rất là vui các bạn, một người phụ nữ 53 tuổi, tôi từ 70 cân bây giờ tôi còn 58 cân, mà tất cả bạn bè tôi nhìn vào đều thấy tôi trẻ hơn, da mặt lại căng hơn đó, người thì nhẹ nhàng thánh thoát. Mà điều đặc biệt á là tôi đi khám tổng quát, bác sĩ không có cơ hội để mà ra toa cho tôi các bạn. Đó là một cái điều rất là may mắn, rất là tuyệt vời, và tôi nhận được cái kết quả, cái giá trị của sản phẩm Siberi rất là tuyệt vời. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và cho tôi được chia sẻ. Với những người mà chưa dùng sản phẩm thì các bạn hãy thử đi, các bạn hãy thử cái kết quả của sản phẩm Siberi. Tôi tin chắc 100% là khi các bạn sử dụng các bạn sẽ thấy rõ về cái kết quả. Vâng, em rất là cảm ơn chị Loan, một cái kết quả rất là tuyệt vời đúng không ạ? Nhờ mà cái niềm tin, nhờ một cái may mắn của mình, thì chị Loan đã giải quyết được cái vấn đề sức khỏe của mình, không chỉ khỏe mà còn đẹp ra rất là nhiều đúng không ạ? Bản thân mình cũng thế thôi, bản thân mình trước đây cũng không bao giờ sử dụng thực phẩm chức năng luôn, không biết gì đến thực phẩm chức năng luôn, nhưng mà rất là hạnh phúc, rất là may mắn là mình đã đặt niềm tin và mình đã phát hiện ra những cái điều thật là không tưởng ở đây đúng không ạ? Xin mời người tiếp theo đi ạ, để cho mọi người có cùng cái cảm nhận, cái chia sẻ để mọi người có cái nhìn tốt hơn ạ, tổng thể hơn ạ. Mời các anh chị em bật mic ạ. Dạ, mời chị bật mic và nói tôi ạ. Ai đi ạ? Dạ, mời chị nói ạ. Mời chị mở mic nói đi ạ. Chị đã tắt mất mic rồi. Chắc là chị chưa sẵn sàng thì mời người khác ạ. Mời. Vâng. Mời em, Ngọc. Xin kính chào mọi người đang có mặt trên Zoom buổi chiều ngày hôm nay ạ. Chúc mọi người một buổi chiều tràn đầy năng lượng và tràn đầy tình yêu thương. Và tôi xin tự giới thiệu là tôi là Ngọc và năm nay 29 tuổi. Như mọi người thường nghĩ thì rằng là có nghĩa là khi mà trung tuổi hoặc là có khi mà chúng ta nhiều tuổi thì mới có nhiều các vấn đề sức khỏe đúng không ạ? Nhưng mà hiện nay do cái môi trường sống hiện nay thì những cái người trẻ như em cũng rất nhiều là vấn đề sức khỏe. Và hiện tại em là một trước khi mà biết đến CBD thì em là một dược sĩ, nhưng mà cũng có rất nhiều các vấn đề sức khỏe cho bản thân mình mà mình cũng không giải quyết được. Ví dụ như là em bị trĩ này, bị đại tràng này, dạ dày. Và lúc đó thì là em lúc mà khi mà bắt đầu biết đến CBD thì là tôi đã mang bầu bé thứ hai, thế là tôi mới dùng cái bộ cho bà bầu để tôi trải nghiệm sản phẩm. Và lúc đó thì có dùng formula 4 là để cho vấn đề đó là vấn đề tăng đề kháng, là chống cảm cúm và chống dị tật thai nhi cho bà bầu. Thì là mỗi ngày tôi dùng đều đặn là 4 viên một ngày. Nhưng mà thực sự là rất là tuyệt vời là sau cái khi mà sử dụng cái bộ bà bầu xong thì mình lại thấy là mình nó hết. Khi mà đi kiểm tra lại thì là hết toàn bộ cái vấn đề dạ dày. Tức là lúc trước là bị thượng vị, nhưng mà lúc mà và ăn chua cái hoặc là suy nghĩ các thứ là rất là đau. Nhưng mà khi mà sau khi mang bầu xong kiểm tra tổng thể thì là không còn một vấn đề dạ dày hay đại tràng hay là cái gì hết. Đó. Và một cái cảm nhận vô cùng tuyệt vời là đó là so với cái bé đầu em chữa thì cái bé thứ hai tôi chữa thì là không hề chuột rút này, không đau lưng này, không đau bụng này. Bình thường như bé thứ nhất là những dùng đủ các thể loại vitamin tổng hợp, canxi, sắt,
những cái mà tốt nhất. Tại vì là mình cũng là dược sĩ nên mình cũng biết những cái gì nó là tốt, rồi của Úc, rồi là của Nhật, rồi là Broke, Elevit các kiểu. Nhưng mà thực sự là so với bé thứ hai thì không là không thể kể được. Tại vì bé thứ nhất nhá, vẫn là đau lưng này, vẫn là bị phù chân, rồi là đi thì không thể là đi suốt ngày loang quang ngoài được được. Mà bé thứ hai thì thậm chí là cho đến lúc mà gần đẻ luôn thì vẫn phi xe máy ầm ầm ở ngoài đường đấy ạ. Rồi là có nghĩa là tất cả các vấn đề mà hay xảy ra cho bà bầu, như là rồi là viêm răng rồi viêm lợi các kiểu thì không hề có một chút nào đó, thì vô cùng là tuyệt vời. Và nếu mà nói đến câu chuyện kết quả của CBD thì thực sự là em có rất nhiều câu chuyện kết quả, nhưng mà xin chia sẻ với mọi người một số những cái câu chuyện của bản thân mình. Và mình muốn gửi gắm đến mọi người một cái lời, đó là nếu mà ai mà biết đến CBD thì hãy dùng CBD thật nghiêm túc ngay bây giờ, tại vì chắc chắn đấy là một cái, có thể nói là một cái cơ hội để giúp cho bạn sống lâu mà không bệnh tật đó. Em xin thấy ạ. Xin cảm ơn em Ngọc nhá, rất là tuyệt vời đúng không ạ? Bạn ấy là một dược sĩ, chắc chắn là bạn ấy sẽ hiểu rất là nhiều về việc các thành phần của dinh dưỡng, hoặc là của dược phẩm ấy. Nhưng mà bạn ấy vẫn tin dùng CBD đúng không ạ? Nhưng mà không chỉ là bạn ấy dùng để cải thiện một vấn đề, mà bạn ấy còn cải thiện được tổng thể các vấn đề của bản thân mình nữa. Đó thì rất là tuyệt vời. Ai cũng như vậy thôi, đều rất là ngạc nhiên về kết quả của CBD đúng không ạ? Mọi người hãy cùng trải nghiệm để cho mình có những cái cảm nhận của riêng mình nhé. Xin mời một kết quả nữa, mời mọi người chia sẻ ạ. Tôi, Vũ Đoàn ạ. Vâng, em mời anh Đoàn. Dạ vâng. Xin chào tất cả mọi người, tôi tên là Vũ Đức Đoàn. Năm nay tôi 40 tuổi, tôi sống và làm việc tại Hà Nội. Cách đây khoảng độ hơn một năm, khi mà tôi chưa biết đến CBD thì tôi có một cái lối sống nó rất là khác biệt mà hay rượu chè này, thành ra mấy cả thức đêm ngủ ngày, mấy cả nó có một cái lối sống như thế thì cái sức khỏe nó sẽ đi xuống, bao gồm có tôi hay có bị dạ dày này, mấy cả cái trước đây nhìn tôi nó xấu lắm, béo và cái khuôn mặt nó chảy xệ. Khi mà biết được tôi được biết đến cái cơ hội mà sử dụng đến cái sản phẩm của CBD này, thì tôi thường xuyên là tôi sử dụng những cái sản phẩm như là bộ ba thanh lọc Formula 4, và đặc biệt là cái chương trình sức khỏe nam giới đấy, tôi dùng đều từ hơn một năm trước. Càng ngày càng sử dụng thì càng có cái sự biến đổi lớn, mà đi đâu ai cũng khen là tại sao lại dạo này lại có cái sức khỏe, với cả cái nhìn cái thần sắc nó khác như thế đấy. Thì mọi người cũng đều khen mình trẻ ra, đến khi có một ngày mà khi mà mọi người có lấy hình ảnh của mình ấy, có đăng lên những cái trang kết quả của CBD, thì thấy khi mà so sánh lại được so với cái hình ảnh trước đây của mình với cả bây giờ thì nó hoàn toàn khác, và càng ngày nó càng trẻ càng đẹp ra. Đúng là cái sản phẩm của CBD nó có một cái tác dụng phụ, đó là lão hóa ngược. Dạ vâng, tôi xin chia sẻ tất cả. Vâng ạ, rất là cảm ơn cái chia sẻ của anh Đoàn đúng không ạ? Một người Anh, ở đây mọi người thấy không ạ? Ở CBD nó không chỉ là đem lại kết quả sức khỏe như vậy, mà nó còn đem lại một cái hay, đó là cái sự thay đổi về tư tưởng. Trước đây anh Đoàn có một lối sống như vậy, nhưng mà bây giờ khi biết đến CBD thì anh đã thay đổi được cả cái lối sống của mình, để làm sao cho mình sống nó tốt hơn, sống cho nó khỏe mạnh hơn và sống khỏe, sống dai hơn đúng không ạ? Rất là cảm ơn mọi người ạ. Bây giờ thì để mọi người nắm được một cái cơ hội, nắm bắt được cái cơ hội kinh doanh này, thì tôi xin phép mời lên đây một người rất là thành công, là người Anh, cũng là một người bạn của chúng ta, đó là anh Phạm Tiến Huynh, là thủ lĩnh quốc gia. Anh đã đạt được rất nhiều thành công, và anh là một người mà đã giúp đỡ cho rất nhiều người thành công ở đây. Xin mời anh lên sân khấu để chia sẻ với mọi người về cái cơ hội kinh doanh trong buổi chiều ngày hôm nay. Cảm ơn anh ạ. Vâng, xin cảm ơn bạn Trang. Xin kính chào toàn thể các anh chị em, 100 người, gần 100 người đang ở trên Zoom. Và xin chúc mọi người một buổi chiều vui vẻ và nhận được nhiều giá trị ở trong cái buổi Zoom này.
Tên đầy đủ của Huynh là Phạm Tuyết Huynh, năm nay Huynh 48 tuổi, hiện đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hà Nội. Huynh đã hợp tác với CV là 5 năm và đang là thủ lĩnh quốc gia của CyberGovNet. Huynh rất là biết ơn, hạnh phúc và từng giây từng phút một từ cái ngày mà biết đến Siri thì gia đình không phải dùng thuốc tây nữa và càng ngày càng trẻ, giống như anh Đoàn nói lão hóa ngược đấy ạ, càng ngày càng trẻ, càng ngày càng khỏe và nhận được rất nhiều giá trị của Siri. Đặc biệt là bạn Trang là một người bạn cùng với Huynh học về phát triển bản thân và Huynh đã trao cái giá trị này, trao cái thông tin này cho bạn và bạn đã đón nhận ngay. Và càng ngày Huynh thấy càng tuyệt vời hơn, càng trẻ hơn, và chắc chắn là cái niềm vui đó, cái tình yêu với Siri sẽ được lan tỏa nhiều hơn và cuộc sống của chúng ta sẽ hạnh phúc hơn đối với những người mà đón nhận Siri, đúng không ạ? Và ngay bây giờ thì Huynh xin chia sẻ chúng ta một cái điều tuyệt vời ở Siri và các cái sản phẩm của Siri. Bạn Trang đã nói rồi, nó đạt đầy đủ cái 9D và rất là nhiều những cái dòng sản phẩm mà ở trên thị trường Việt Nam này bây giờ cũng rất là tốt. Nhưng mà khi mà chúng ta chọn Siri thì chúng ta cảm nhận thấy nó khác biệt hoàn toàn. Và kinh doanh cùng với Siri thì an lạc vô cùng cả nhà, an lạc vô cùng. Và suốt 5 năm qua thì Huynh thấy là hạnh phúc từng ngày từng giờ một. Và mỗi lần chia sẻ đến Siri thì rất là cảm động. Vì trước đây là một người làm trong ngành y, cũng không biết đến thực phẩm chức năng là gì. Nhưng mà từ cái ngày mà biết sử dụng Siri thì Huynh cảm nhận thấy là rất là tuyệt vời. Cơ thể trẻ khỏe hơn. Và ngày hôm nay thì chỉ cần áp dụng Zalo, Facebook, YouTube, Instagram và Zoom như thế này, chúng ta đang ngồi trên Zoom này đúng không ạ, là chúng ta có thể chia sẻ toàn bộ cái thông tin của tập đoàn cũng như là của đội nhóm lên khắp toàn cầu. Và ở Siri có hệ thống thành công có sẵn, công thức thành công có sẵn, bản đồ thành công có sẵn, các cái quy trình đã có sẵn rồi, hệ thống huấn luyện đào tạo doanh nhân chuyên nghiệp. Chúng ta chỉ cần bước vào thôi, chúng ta chỉ cần cảm nhận, sử dụng sản phẩm, bước vào học hành là chúng ta đã thấy được là, như anh Đoàn cũng đã chia sẻ đúng không ạ, thay đổi hoàn toàn cái chất lượng cuộc sống. Và sống có sẽ mục, có mục đích hơn. Và Serionet lo hết những cái việc đau đầu cho chúng ta. Kinh doanh mà không phải lo đến mặt bằng, không phải lo bến bãi, đúng không ạ, không phải lo đến pháp lý và tất cả những cái điều này, nền tảng online thì tập đoàn đã lo hết cho chúng ta. Và chi phí thì tối thiểu, lợi nhuận thì tối đa, phát triển không giới hạn, không phải ôm hàng, không phải giống như con buôn là mua đắt bán rẻ. Ở đây rất là hay, chúng ta gọi là kinh doanh một cách trung thực, minh bạch và chính xác, đúng không ạ? Giá thì một giá trên toàn quốc. Và bạn Trang đã chia sẻ là 6 năm nay giá chưa thay đổi. Và cái điều tập đoàn CV là một cái tập đoàn vì con người, tức là tất cả mọi người ở trên thế giới này hay ở trên đất nước chúng ta nói riêng đều được cắt bách 25% khi chúng ta bắt đầu bước vào CV sử dụng sản phẩm, 25% trước thuế trên mỗi đơn hàng. Và đây là cái giá trị vì con người, vì ai cũng được mua giống ai. Đấy là một cái điều tuyệt vời nhất mà từ trước đến nay Huynh mới thấy ở Siri. Và kinh doanh chia sẻ, cái ngành kinh doanh là ngành chia sẻ máy tính tự động quản lý, đúng không? Chúng ta chỉ cần dùng sản phẩm đúng đủ đều, chúng ta chia sẻ cho 5 người bạn của chúng ta thôi, và chúng ta biết rằng máy tính sẽ tự động quản lý. Và chúng ta biết là F1, F2, F3, F4 đúng không? Chúng ta đã trải qua cái thời kỳ Covid thì chúng ta F1, biết F1, F2, F3, F4 là gì. Và chúng ta chỉ cần giúp cho 5 người bạn thôi, và 5 người đó là nhân lên theo cấp số nhân. Và Huynh rất thích cái điều này. Và chỉ cần đến 3.125 người thôi, và chúng ta biết là nhân với 2.6 triệu một người, thì doanh nghiệp của chúng ta doanh thu ra thị trường là 8.1 tỷ rồi. Và chúng ta có lợi nhuận hàng tháng dương là 200 triệu lên. Và ngoài ra còn được thưởng 2 chiếc ô tô như Huynh nữa, đúng không? Sau khi 3 năm 6 tháng Huynh đã được thưởng 2 chiếc ô tô và thu nhập thì hơn 210 triệu trở lên một tháng. Và đây là một cái điều mà Huynh thấy là chưa thấy cái doanh nghiệp nào nó có rất nhiều những cái dự án thưởng như vậy, ngoài ra đi du lịch rất là nhiều nữa. Và đây là cấp số nhân. Chúng ta chỉ cần uống sản phẩm, chia sẻ và làm theo cái hệ thống và đào tạo chuyên nghiệp, gọi là trường kinh doanh theo mạng hàng đầu trên thế giới. Đấy là tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi phát triển toàn cầu. Và nỗ lực cả đời không một bằng một lần lựa chọn. Tôi rất thích cái câu này. Tôi trước làm công chức ở nhà nước, đúng không? Và ở một cái cơ quan gọi là tỉnh ủy của Ban chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Ninh Bình. Nhưng mà rất mất tự do, đúng không? Và tất nhiên rồi, đi chăm sóc người khác chứ không có thời gian chăm sóc người nhà nhà mình mấy. Vậy cho nên là tôi đã bỏ cái vĩ đại, bỏ cái tốt đến với cái vĩ đại. Và mà tôi coi Siri là một trong những cái con đường tuyệt vời của tôi từ giờ trở đi. Và bằng chứng là thị trường Việt Nam
tăng trưởng 176% đạt top 2 của tập đoàn năm 2019. Và năm 2020 này mình tin chắc rằng phát triển rất là mạnh ở Việt Nam. Và kết quả không biết nói dối, số người vào tham gia mới là 6.000 người, tổng số thành viên bây giờ là hơn 30.000 người. Danh hiệu mới là thủ lĩnh, một thủ lĩnh vàng quốc gia, hai thủ lĩnh cao cấp, bốn thủ lĩnh và 10 nhà tư vấn chuyên nghiệp. Và rất nhiều tư vấn viên trưởng và tư vấn viên cao cấp. Mỗi một tháng cứ 10 người bước vào dự án xe hơi như thế này thì không mấy chốc ở Việt Nam không biết bao nhiêu con xe mà gọi là mang gắn biển logo của Siren Wellness. Và đây Siri có một cái dự án ô tô và Huynh tin chắc rằng tất cả các tập đoàn ở trên thế giới này hay ở Việt Nam nói riêng này chưa có tập đoàn nào như Siri ngoài Siri có cái dự án ô tô tuyệt vời như thế này. Ai trong số các bạn muốn đi ô tô mà Siri trả tiền thì giơ tay cái ạ. À, rất là tuyệt vời. Và đây là một trong những cái lần lễ trao xe đầu tiên Việt Nam tháng ngày 2 tháng 1 năm 2019. Và có 4 người đã bước vào dự án xe hơi được nhận xe hơi từ năm 2016, ngày 2 tháng 1 năm 2016, trong đó có vợ chồng Huynh. Và đây là người F1 của Huynh ở Ninh Bình là anh Ngô Văn Cát và Tống Thị Thúy là giáo viên cấp 3. Đây là một trong những người đi cùng với Huynh từ năm 2015 và đến bây giờ bạn ấy cũng nhận được Mercedes rồi. Và doanh nhân Đặng Thị Hương Giang là một cô giáo mầm non và là một chủ spa nữa. Khi mà bạn biết giá trị của sự tự do, bạn biết đến xây dựng một cái nguồn thu nhập thụ động thì bạn ấy đã đốt thuyền và đã đi sell series. Chỉ có 4 tháng thôi bạn đã bước vào quỹ thưởng ô tô và 6 tháng bạn ấy đã nhận cái chiếc xe hơi của mình. Và một người nhỏ bé cao 1m28 cũng là người bạn của Huynh ở Vĩnh Phúc, và chỉ sau 2 năm bạn ấy áp dụng Zalo, Facebook và gì ạ, các cái trang mạng xã hội. Và đây là một con người đã đi đầu về Internet, đúng không? Bạn ấy làm doanh nghiệp ở trên Facebook và bạn cũng bước vào quỹ thưởng xe hơi sau 2 năm. Và kỹ sư xây dựng là một bạn rất là tuyệt vời, cùng với Huynh cũng kinh doanh và bạn ấy đã vinh danh cái danh hiệu nhà tư vấn chuyên nghiệp ở tại thành phố Hồ Chí Minh. Và công nhân may chị Mai Thị Én hiện nay đã là thủ lĩnh. Chị Én là ở Long Biên, một công nhân may ngồi may gần 20 năm cả nhà và đau lưng, xương khớp nội tiết, béo phì. Và sau khi chị sử dụng sản phẩm của Siri, chị đã cảm nhận được cái giá trị của nó và chị đi lan tỏa cái điều này. Và sau một năm chị đã nhận xe hơi và điều tuyệt vời là đã lên thủ lĩnh và đi du lịch ở Ý, ở Pháp cùng với Huynh, đi du lịch Hàn Quốc và được rất nhiều các phần thưởng của Siri. Ngày hôm nay rất là tuyệt vời, đã có sau 2 năm đã có xe hơi với tập đoàn, đã mua được nhà chung cư ở Hà Nội. Chúng ta thấy tuyệt vời không ạ? Và chị Hồ Thúy Loan là một chủ nhà hàng karaoke ở thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi mà chị dùng sản phẩm, chị trẻ lại, chị đặc biệt là cái vấn đề nội tiết béo phì, và chị cảm nhận thấy đây là một cái công cụ rất là tuyệt vời, giúp cho chị không bao giờ phải đến bệnh viện và giúp cho chị càng ngày càng trẻ hơn. Và chị cũng bước vào quỹ thưởng ô tô và bây giờ chị đã lan tỏa cái giá trị này rất là nhiều. Tiếp theo là Anna Nguyễn Thúc Ngũ Trọng ở thành phố Hồ Chí Minh, là một người giám đốc, là một người chuyên coaching về phát triển bản thân. Khi mà phát hiện ra tập đoàn Siri, khi phát hiện ra cái dòng sản phẩm, khi phát hiện ra mô hình kinh doanh của Siri là một cái mô hình vô cùng thông minh, và sau tháng thứ 3 đã bước vào quỹ ô tô và đã nhận chiếc xe hơi của mình. Tuyệt vời hay rất tuyệt vời cả nhà. Đấy. Và tự do tài chính ở tuổi 30, bạn Phạm Ngọc Ánh ở Sơn La và làm công chức ở nhà nước ở huyện Sơn La, ở tên tỉnh Sơn La. À, với ước mơ vào Siri thu nhập thêm là 5 triệu đến 6 triệu. Nhưng mà cả nhà biết không ạ, tháng vừa qua bạn đã mở cái danh hiệu thủ lĩnh cao cấp mà hoa hồng của bạn làm hơn 192 triệu một tháng. Đây là một trong những con người rất là mạnh, tự do tài chính ở tuổi 30. Và các thầy cô giáo cũng rất là tuyệt vời. Cô giáo mầm non, giảng viên tiếng Anh, cô giáo tiếng Anh, đúng không ạ? Giảng viên đại học, giáo viên cấp 3, cô giáo mầm non rất là nhiều. Cô giáo luyện chữ đẹp, thầy cô giáo ở đây rất là nhiều ạ. Các bác sĩ trẻ tài năng, Nguyễn Thị Hường, bác sĩ ở Thái Bình, Phạm Huy Lực, bác sĩ Thái Bình, Phan Trọng Tấn và Hoàng Mai, bác sĩ và dược sĩ ở trong Vinh, Phạm Thị Kính, bác sĩ ở trong Vinh. Đấy. Và cán bộ ngân hàng là chị Nguyễn Khánh Ngọc, công nhân may thì nói rồi đúng không ạ? Bộ đội và thợ may, đấy. Giám đốc dự án và chị hàng cá ở Vinh đều làm được. Và đặc biệt là thủ lĩnh bỉm sữa Nguyễn Thị Phương Thảo ở Nghệ An, chồng là công an, vợ là bà bầu, đúng không ạ? Vậy mà ở nhà làm Siri sau 3 tháng bước vào quỹ ô tô. Sau 3 tháng nữa, tức là sau khi mà vào Siri 7 tháng, đẻ được 7 tháng và cũng đồng thời là gì ạ?
7 tháng làm cùng Siri thì bước vào quỹ ô tô. Và thủ lĩnh dược sĩ vô vọng bị một cái căn bệnh là lupus ban đầu. Và sau khi chị cứ nghĩ là thuốc Tây giúp chị khỏi bệnh và chị đã đi học dược sĩ, mở một quầy thuốc rất to tại Hà Nội. Và khi chị dùng sản phẩm Siri 6 tháng thì tất cả các xét nghiệm của chị đều trở về bình thường. Đây là một con người rất là tuyệt vời. Vâng, thủ lĩnh không biết đi xe đạp, không biết đi xe máy, đương nhiên là lái ô tô cũng không biết rồi. Chị Nguyễn Thị Thanh, 63 tuổi ở Hải Dương, chị dùng sản phẩm về xương khớp 6 tháng thôi, chị đã cảm nhận rất tốt. Và sau khi chị biết là đây là một trong cái cơ hội, và chị đi lan tỏa cái câu chuyện của chị dùng sản phẩm, và chị đã bước vào quỹ ô tô và tuyển được người chồng xung phong làm lái xe cho cô ấy. Vâng, rất là tuyệt vời. Học hết lớp 3 cũng làm được. Đấy. Học hết lớp 3 cũng đứng lên làm sân khấu ở MC hàng ngàn người được, cũng đi du lịch ở Ý được. Học hết lớp 8 cũng trở thành thủ lĩnh được, cũng nhận ô tô được, đúng không ạ? Nông dân chính hiệu, chị Lê Thị Hòa ở Hà Tĩnh. Ngoài cái lúc rảnh rỗi đi làm đồng ra thì đi phu hồ, và nhờ cái dòng sản phẩm giúp cho chồng bị gút khỏi sau 3 tháng thì đã chia sẻ cái dòng sản phẩm này, chia sẻ câu chuyện kết quả này, và cứ vậy lan tỏa ra khắp đất nước Việt Nam. Thì chúng ta biết là ô tô tự đến và nông dân cũng thành doanh nhân được, đúng không? Và nhận xe trong mùa Covid, đây là dược sĩ Lã Thị Duyên và anh Nguyễn Văn Thức ở Yên Phương, Y Yên, Nam Định, cùng quê với Huynh, và đã nhận xe trong cái mùa Corona. Và tất cả các doanh nghiệp thì đều dừng thu nhập, đều dừng sản xuất, và rất nhiều doanh nghiệp phá sản, nhưng mà Siri là một doanh nghiệp tăng trưởng, đúng không? Đây là những cái bằng chứng rất là tuyệt vời. Lễ giao xe tại Thành phố Hồ Chí Minh là ngày 23 tháng 9 năm 2018 đã trao 10 chiếc xe. Và đây là 5 chiếc Mercedes ở tại thị trường Việt Nam đầu tiên, và đã có 2 người lên thủ lĩnh vàng quốc gia, là rất là tuyệt vời. Và đây là chiếc Mercedes đầu tiên là ngày 23 tháng 9 năm 2018 tại Thành phố Hồ Chí Minh của thị lĩnh vàng quốc gia Trương Huy Cường và Trần Thị Kim Dung. Và đây là chiếc Mercedes nhận tại 17 tháng 3 năm 2019 tại Đà Nẵng. Một cái diễn đàn đã tổ chức ABIC, hội nghị ABIC, và chúng tôi đã nhận xe. Đây là vợ chồng của Huynh nhận xe tại Đà Nẵng, rất là tuyệt vời, rất là cảm ơn Siri, rất là cảm ơn người đã cho Huynh thông tin, và rất là cảm ơn tập đoàn Sức Khỏe, đặc biệt là chủ tịch. Tiếp theo ạ, lễ ba trao ba xe tại Mercedes tại Thành phố Hồ Chí Minh ngày 19 tháng 10 năm 2019 có bác Phạm Hữu Minh, năm nay 66 tuổi, và đã nhận xe hơi của tập đoàn, và bây giờ bác còn lên cái danh hiệu là thủ lĩnh vàng quốc gia, chuẩn bị nhận 1.565.000.000. Và anh Ngô Văn Cát là tầng 1 của Huynh, bạn Phan Thị Hiếu là tầng 2 của Huynh cũng nhận Mercedes. Đây là những con người mà với một cái hình thức nào đó, với một cái cách nghĩ nào đó, thì tôi đã tặng cho hai bạn này những chiếc xe, đúng không? Vì bạn là trong đội ngũ của tôi, đúng không ạ? Rất là nhiều người như vậy, và không những tặng xe còn đi du lịch nữa. Và đây là một cái chuyến đi du lịch, một cái chiếc tàu 19 tầng 6 sao. Đây là dịch vụ đẳng cấp nhất trên thế giới mà chúng tôi đã được thừa hưởng, đã được sống ở trên đây 10 ngày, và chúng tôi biết là một cái cuộc sống xa hoa như thế nào. Nỗ lực làm việc với Siri thì chúng ta sẽ có tất cả. Và đây là cái chuyến đi sang Dubai, chúng tôi đã được đến những cái vùng đẹp nhất, nơi đẹp nhất ở một cái đất nước mà rất nhiều chữ nhất, vàng rẻ nhất, đúng không ạ? Và những cái ngôi nhà cao nhất thế giới, rất là tuyệt vời ạ. Và tiếp theo nữa là bạn có thích sở hữu xe hơi không? Chắc chắn hỏi cái câu hỏi này là thừa. Nhưng mà đến năm 2019 thì đã có 5 chiếc Mercedes và hơn 60 cái xe hơi trong đội ngũ của Huynh. Và ngoài mục tiêu năm 2019 ra thì 2020 là hơn 20 chiếc Mercedes và hơn 200 chiếc xe. Và đến với CV chỉ có 4 sự lựa chọn thôi. Chúng ta chỉ cần dùng sản phẩm đúng đủ đều và chia sẻ những cái giá trị này thì chúng ta sẽ có tất cả những cái điều. Và 4 sự lựa chọn này tất cả chúng ta đều muốn lựa chọn thì bắt đầu phải bước qua cái đầu tiên, tức là được chiết khấu 25%. Và đây là một cái giá trị Huynh vô cùng yêu thích, nó giúp cho chúng ta cân bằng lợi ích giữa toàn bộ những người đi trước hoặc những người đi sau. Ai làm mạnh hơn đi sau, không quan trọng là vào trước hay vào sau, nhưng mà đi sau làm nhiều hơn thì có kết quả nhiều hơn, rất là công bằng. Và Siri có công thức thành công chắc chắn: 4 giây để ra quyết định, đúng không? 2 phút để mở một cái mã số để biết trang web tập đoàn, để tìm hiểu về sản phẩm, và chúng ta mua sản phẩm về nhà, công ty chuyển tới nhà miễn phí cho tất cả mọi nơi ở trên đất nước của chúng ta, và chuyển giao công nghệ kinh doanh trong vòng 3 ngày. Và chúng ta học hành và rèn luyện trong 21 ngày thì tạo nên thói quen, và đặc biệt là hành động quyết liệt 10.000 giờ bay thì chúng ta sẽ trở thành bậc thầy trong kinh doanh thương mại.
Đây là một công thức thành công chắc chắn của các nhà giàu nhất trên thế giới, các tỷ phú rồi. Chúng tôi chỉ việc làm theo. Và ở series thì có cái câu là hãy để chúng tôi giúp bạn là người thành công tiếp theo. Chúng tôi đứng trên vai người khổng lồ, chúng ta cùng nắm tay nhau đứng trên vai người khổng lồ S69 và Simon Gellnet. Và chúng tôi sẽ nắm tay bạn, sẽ hỗ trợ, sẽ cùng bạn làm cho đến khi thành công thì thôi. Đấy là một cái điều tuyệt vời. S69 là như thế vậy đúng không? S là school, là một trường đào tạo, 6 là lộc, 9 là phúc, một trường đào tạo làm phúc hưởng lộc. S là system, một trong cái đội ngũ, là một trong cái hệ thống đào tạo về kinh doanh cho bạn hàng đầu trên thế giới với tầm nhìn năm 2030. Với văn hóa là cho đi hết mình và yêu thương hết mình. Đây là một cái điều tuyệt vời nhất. Và 25% chúng ta bắt đầu thì chúng ta sẽ được sử dụng sản phẩm một cách hoàn toàn từ nhà cung cấp, từ nhà máy sản xuất, và chúng ta mua tất nhà máy chúng ta dùng. Đây là một trong những cái điều tuyệt vời nhất. Và mọi người cứ nói là kinh doanh đa cấp đúng không ạ? Đây là hoàn toàn một cấp. Tất cả chúng ta đều mua từ nhà máy, chứ không phải mua qua nhau cả nhà nhé. Và chúng ta lan tỏa cái điều này thì chắc chắn là chúng ta sẽ có những cái điều tuyệt vời nhất ở trong những ngày hôm nay. Và ngày hôm nay thì Huynh rất là cảm ơn tất cả chúng ta đã theo dõi cái buổi Zoom chia sẻ cơ hội làm chủ cuộc sống về công ty, về sản phẩm, về chính sách kinh doanh rõ ràng. Và bây giờ Huynh sẽ xin mời những người đã là tư vấn viên trưởng trở lên, đã có doanh nghiệp rồi, đến cao cấp, đến nhà tư vấn chuyên nghiệp, đến các thủ lĩnh, hãy mở mic chia sẻ những câu chuyện thành công của chúng ta trong ngày hôm nay để giúp cho những người mới có những cái niềm tin, giúp cho những người mới thấy được cái bằng chứng của chúng ta là kinh doanh với CV có thật. Xin mời chúng ta hãy mở mic nói tôi để chia sẻ câu chuyện kinh doanh của mình. Hãy xin mời tất cả các tư vấn viên trưởng, tư vấn viên cao cấp, nhà tư vấn chuyên nghiệp. Chúng ta hãy mở mic nói tôi để chia sẻ cho mọi người ạ. Xin mời chúng ta hãy mở mic nói tôi để chia sẻ. Xin mời nhà tư vấn chuyên nghiệp, xin mời tư vấn viên cao cấp. Chúng ta hãy mở mic đi ạ. Tiền ở trên sân khấu, xin mời cả nhà. Xin mời tất cả chúng ta. Ai mà muốn mở mic nói tôi chia sẻ cái câu chuyện kinh doanh này, xin mời chị Trung ạ, xin mời chị Én, xin mời Đàm Linh, xin mời bạn Ngọc tư vấn cao cấp, xin mời tất cả chúng ta, xin mời ai mà có câu chuyện thành công thì chia sẻ. Nếu mà không có ai chia sẻ thì Huynh xin mời 3 câu hỏi của những người mới lần đầu tiên tham gia cái sự kiện Zoom này. Chúng ta đặt bất cứ câu hỏi gì với cái kinh nghiệm, với kỹ năng của Huynh kinh doanh trong CV 5 năm rồi. Huynh có thể trả lời bất cứ một cái băn khoăn, một cái băn khoăn ở trong đầu hay một cái câu hỏi nào. Chúng ta hãy mở mic nói tôi để hỏi hoặc là để chia sẻ. Xin mời tất cả chúng ta. Xin mời chị Hồng. Tôi nghe cho mình cho bạn mới, bạn giới với mình là mời bạn Vũ Thị Hoa. Vâng, xin mời mọi người chúng ta hãy tự giác mở mic chia sẻ cũng được ạ. Vâng. Bạn Hoa vào nhưng bạn nên có thể nhút nhát thì thủ lĩnh gọi tên bạn này để bạn đi vào. Vâng, xin mời ạ. Ai mở mic chia sẻ thì chúng ta cứ chia sẻ nhé, hỏi nhé. Về kinh doanh ạ. Vâng. Xin mời bạn Hoa đây ạ. Đây rồi ạ. Xin mời em. Long có hỏi gì về kinh doanh không Long ơi? Em hỏi gì về kinh doanh thì chúng ta hỏi nào. Xin mời. Em Huynh đếm đến 5 nhá. Nếu mà không có ai hỏi về kinh doanh, hỏi về và xin mời bạn Nguyễn Trường Phong nào. Anh ơi, em muốn hỏi là cách tiếp cận khách hàng. Vâng, xin mời Nguyễn Trường Phong, bạn nói to lên ạ. Alo, em muốn hỏi đến cách tiếp cận khách hàng một cách tốt nhất ạ. Cách gì ạ? Alo. Vâng, đấy xin mời. Em muốn hỏi đến cách tiếp cận một khách hàng, một cách cho thông tin đến khách hàng một cách tốt nhất ạ. Ồ, rất là đơn giản. Cảm ơn bạn Trường Phong đã có câu hỏi này. Trường Phong đã biết đến Siri từ bao giờ? Em thì biết từ năm ngoái, nhưng mà em do em bỏ mã số nên... em đã dùng sản phẩm chưa? Em Phong ở Hải Phòng đúng không? Vâng ạ. Ồ, rất là tuyệt vời. Trong CV có cái hệ thống đào tạo chuyên nghiệp giúp cho bạn làm sao mà ở trên Facebook bạn kể cái câu chuyện mà dùng sản phẩm của bạn, dùng sản phẩm của bạn trên Facebook, hay là bạn livestream, bạn tạo ra cộng đồng đấy, và cái thông tin, cái kết quả của sản phẩm từ chúng ta, từ mọi người sẽ lan tỏa đến
rất là nhiều người ở trên đất nước Việt Nam này. Đấy là cách tiết kiệm đơn giản. Bạn cứ nói về sức khỏe thì ai cũng muốn. Và quan trọng bạn nói với họ như thế nào, bằng cái năng lượng của mình, bằng cái câu chuyện của mình, thì chắc chắn là sẽ có kết quả. Và bạn cứ vào học những cái buổi tối đào tạo Zoom của hệ thống S69 thì bạn sẽ biết cái cách làm sao mà mình có năng lượng, làm sao mình chia sẻ một cách tốt nhất. Rất là tuyệt vời, xin cảm ơn bạn Phong. Bạn Phong đã có hỏi câu hỏi rất là hay. Bạn đã có cái thỏa mãn cái câu hỏi, cái câu trả lời mình đã trả lời cho bạn chưa? Ok, xin cảm ơn. Xin mời người tiếp theo ạ. Tôi. Vâng, xin mời chị Yến. Tuyệt vời quá. Vâng, xin chào tất cả anh chị trong buổi chiều tuyệt vời hôm nay. Vâng, tôi xin tự giới thiệu, tên tôi là Mai Thị Yến. Năm nay tôi 50 tuổi, hiện đang sinh sống tại quận Long Biên. Vâng, tôi bí quyết của tôi thành công với CVD và được biết đến CVD nó rất tuyệt vời. Đó chính là nhờ có cái buổi bóng đá mà tôi gặp được thủ lĩnh yêu quý Phạm Tiến Minh của chúng ta hôm nay và đã cho tôi trao cho tôi cái dòng sản phẩm tôi đã cảm. Tôi đã đón nhận nó ngay lập tức và tôi dùng nó đúng đủ đều thì tôi đã có cái kết quả, nhờ có cái niềm tin nhanh, cái kết quả nhanh và tôi đã thành công cũng rất là nhanh. Chính vì thế nên tôi chỉ có một câu cuối cùng để mong muốn tất cả mọi người, chúng ta muốn đi nhanh với CVD thì chúng ta hãy tin tưởng tuyệt đối vào người dẫn đường của chúng ta, vào người bảo trợ của chúng ta và tin tưởng vào sản phẩm CVD và tập đoàn sức khỏe CVD và hệ thống S69 chúng ta. Cứ đi theo con đường của những con người thành công hướng dẫn chúng ta hãy bỏ tất cả những cái chúng ta hãy toàn như một tờ giấy trắng và chúng ta hãy làm theo họ. Ngoan, người ta nói là ngoan thì cái gì cũng có, mà chúng ta không ngoan thì chẳng có cái gì. Và tôi rất ngoan, tôi thủ lĩnh tôi bảo tôi làm gì thì tôi làm theo đó và cái thành công của tôi cũng đến rất là nhanh. Và tôi rất là cảm ơn thủ lĩnh Phạm Tiến Minh đã cho tôi một cơ hội và đã cho tôi có một cuộc sống tuyệt vời như hôm nay. Tôi cứ cảm giác như tôi đang mơ ấy. Và tôi rất là hạnh phúc từng ngày. Ngoài những cái giá trị mà tôi nhận được ra, tôi còn có những cái giá trị tôi giúp đỡ được trong đội ngũ của tôi rất là nhiều người có cuộc sống, đã tìm lại sức khỏe và cuộc sống như ngày hôm nay. Và tôi có cảm ơn thủ lĩnh đã cho tôi chia sẻ tuyệt vời. Vâng, xin cảm ơn chị Yến rất là nhiều. Chị Mai thì Yến là công nhân may, mọi người nhìn thấy ở trên hình chưa ạ? Đây là một người rất là người chị rất là yêu quý. Và nhờ cái hộp trà tê mà chị đã thấy nhận được cái kết quả và giá trị. Và đến lúc chị nhận thưởng 25 triệu, nhắc chị là chị ơi, chị được bước vào chương trình khởi động nhanh nhận thưởng 25 triệu, chị mới giật mình. Chị bảo thế quá. Tức là phần thưởng nó đến với chị Yến liên tục. Ngoài xe hơi, ngoài phần thưởng tiền mặt, người đi du lịch, rồi là còn mua được cả nhà chung cư nữa. Đấy là một trong những cái điều tuyệt vời nhất mà Huỳnh muốn nói cái lời là gì ạ? Cảm ơn Siri, cảm ơn chủ tịch, cảm ơn cái môi trường, đặc biệt là trường đào tạo S69 làm phúc hưởng lộc của Siri. Rất là cảm ơn, rất là tuyệt vời. Chúc mừng chị Yến, chúc cho đội ngũ chị Yến ngày càng phát triển hơn nữa. Xin mời những chia sẻ hoặc câu hỏi tiếp theo ạ. Em là Vũ Thị Liên ở bên Gia Lâm, muốn hỏi thêm để anh Huỳnh chia sẻ cho em một động lực. Thứ nhất là bây giờ em đang ngồi ở trước cửa bệnh viện đang trông mẹ để xét nghiệm. Mẹ em lại bị u gan với u tuyến giáp. Em cũng chia sẻ rồi, mẹ em vẫn bảo là có tin tưởng được không con. Đấy, em chỉ hỏi đúng một câu như thế, anh Huỳnh chia sẻ cho em, giúp cho em để em mới lấy một động lực. Cái điều tuyệt vời nhất mà anh biết em là một người rất là mong muốn cái có chữ hiếu với mẹ, đúng không? Rất là mong muốn chữ hiếu với mẹ. Thì khi mà em biết đến sản phẩm CV, cái quan trọng là em dùng cảm nhận như thế nào, đúng không? Em dùng cảm nhận như thế nào và em tin tưởng bao nhiêu thì mẹ em sẽ tin tưởng bấy nhiêu, đúng không? Vâng. Em tin tưởng bao nhiêu thì mẹ em tin tưởng bấy nhiêu. Và cái lời nói của em với mẹ là sẽ khẳng định chắc chắn và dạ là tuyệt đối đối với cái dòng sản phẩm này. Và những người ngành y như bọn anh sẽ giúp cho em có được cái chương trình, sẽ giúp cho em gặp mẹ em chẳng hạn, sẽ nói với mẹ em những cái điều mà tuyệt vời nhất. Đấy là em sẽ mượn gió. Và những người mà có bệnh nặng thì chúng ta nhờ những người ngành y chuyên môn biết đến CV giúp. Chứ chúng ta không phải là ngành y, chúng ta không giúp được, đúng không ạ? Nhưng quan trọng là mẹ với con thì con tin tưởng và khẳng định tuyệt đối thì mẹ mới tin,
Và đấy là cái điều mà mẹ hỏi cái câu đấy, ý vâng. là con đã tin chưa? Đấy. Con tin thì mẹ cũng đồng ý rồi, nhưng mà mẹ rồi, đấy, cái câu nói đấy là cái câu nói mà em mẹ cứ bắt về viện. Ý đằng sau của mẹ em ấy là con đã tin tưởng 100% chưa để cho mẹ dùng. Có mỗi vậy thôi, rất là đơn giản em nhé. Vâng, rất cảm ơn thủ lĩnh. Rất là tuyệt vời, cảm ơn bạn. Chắc chắn là CV sẽ giúp được mẹ của bạn nếu dùng đúng vấn đề, đúng không? Và nếu đấy, em cộng thêm được quyết tâm và động lực tiếp tục em bắt đầu bước. Đúng rồi, chúc mừng bắt em. Bắt đầu từ bây giờ em vẫn đang ngồi thanh nhàn mà em đang rất là buồn. Chúc mừng em. Nhưng mà em nghe được lời này là em đã vui lắm. Không có gì buồn, ung thư bây giờ quyết tâm. Cúm ấy, đúng không? Em là Vũ Thị Liên, em không phải bắt lo. Đầu từ giờ trở đi là em sẽ quyết tâm vì gia đình, vì tương lai các con em. Em học ở CV em biết rồi, đúng không? Sản phẩm của chúng ta nó không chữa một cái bệnh gì cả, nhưng mà chúng ta dùng vào nó không còn bệnh mà chữa nhá. Em hãy nắm chắc cái câu này cho anh nhá. Chúc em thành công với cùng với CV. Vâng, xin mời những chia sẻ tiếp theo ạ, và câu hỏi tiếp theo ạ. Xin mời ạ. Ai mở mic nói tôi để chia sẻ nào. Xin mời ạ. Huynh đến năm ạ. Nếu mà ai không chia sẻ thì Huynh sẽ tạm dừng cái buổi chia sẻ ngày hôm nay. Xin mời Minh Nguyệt. Vâng. Em xin chào thủ lĩnh nhé. Huynh đã cho em có ý kiến trong buổi chiều Zoom ngày hôm nay. Em chào tất cả các thủ lĩnh vàng ở trên Zoom trong buổi chiều này. Chúc tất cả các thủ lĩnh cũng giống như các anh chị em đã có mặt trên Zoom trong buổi chiều hôm nay một ngày tuyệt vời. Và chúng ta sẽ chuẩn bị còn lại hơn một nửa tháng nữa thì chúng ta lại có một chương trình đến với Sikkim, đúng không ạ? Và Bắc Trung Nam. Và hôm nay thì Minh Nguyệt xin được chia sẻ về cái vấn đề là và cái thành công trong sản phẩm. Thực sự ra Minh Nguyệt mới đến với sản phẩm chỉ mới một tháng thôi. Nhưng mà thực sự ra là một người rất là yêu bản thân, yêu gia đình. Cũng giống như chồng con với các thứ thì Minh Nguyệt là một trong những người rất là chăm sóc và chăm lo cho gia đình. Mặc dù đến với Siberia nhưng công việc nhà không bao giờ bỏ bê cả. Lúc nào cũng hoàn thành nhiệm vụ. Và lúc nào cũng đưa cái tinh thần của mình đến với Siberia một cách thật là tuyệt vời. Thì Minh Nguyệt xin kể cho cả nhà nghe một câu chuyện của gia đình Minh Nguyệt. Thì lúc đầu thì là Minh Nguyệt bị dị ứng mắt. Hiện tại bây giờ Minh Nguyệt dùng sản phẩm đủ thì mắt của Minh Nguyệt là bắt đầu nổi và người Minh Nguyệt bây giờ bắt đầu thải độc tố bởi vì người Minh Nguyệt rất là nhiều độc tố. Thứ nhất là mập, béo phì. Thứ hai nữa là Minh Nguyệt với cái nghề nghiệp, công việc tiếp xúc với tất cả bà con dân bản, với cái nghề làm MC và chuyên gia, được giao lưu rồi được tiếp xúc với bà con ở vùng miền cao. Người vùng cao là thế, một chén anh, chén chị, chén cô, chén bác, dù mình nhấp một ít thôi nhưng mà trong người mình cũng đã tiếp xúc với nồng độ cồn, với những cái độc tố rất là có hại cho sức khỏe. Và hôm nay khi Minh Nguyệt sử dụng sản phẩm Siberia thì thực sự ra Minh Nguyệt thấy rằng có một điều là Minh Nguyệt đi khám thì mọi người bảo Minh Nguyệt không bị gì cả, tất cả mọi cái đều tốt. Nhưng khi sử dụng Siberia thì Minh Nguyệt lại thấy khác với những cái lời mà bác sĩ đã khám cho Minh Nguyệt, bảo là em không bị gì, nhưng khi em sử dụng Formula 4 và tất cả bộ ba thanh lọc, trà tê để giảm cân thì em lại phát hiện ra là em lại nóng gan, thì bắt đầu nó nổi mẩn, nó phát ban lên thì rất là tuyệt vời. Xin cảm ơn Minh Nguyệt, đấy là tác dụng tuyệt vời của sản phẩm, đấy là cái giá trị mà gọi là thanh lọc năng lượng và cân bằng của chúng ta nhé. Và cái đoạn cuối chúng ta thì Huynh muốn nói là về kinh doanh, đúng không ạ? Chia sẻ về kinh doanh và câu hỏi về kinh doanh. Và xin một người cuối cùng chia sẻ về kinh doanh nữa hoặc là câu hỏi về kinh doanh thì Huynh xin. Và xin mời chị, em mời chị Mai Hoa. Chị có câu hỏi gì ạ? Vâng, xin chào thủ lĩnh và chào mọi người. Tôi muốn hỏi thủ lĩnh một câu là tôi có một người em là cũng là bác sĩ, nhưng tôi chia sẻ thì em ấy không tin, rất khoát là không tin. Em không bao giờ em tin rằng là có cái sản phẩm nó lại nhanh như thế, mặc dù là tôi có đưa cái kết quả của tôi trong sau 4 ngày sử dụng. Em bảo là em không tin, em không thể tin được, mặc dù là em đã học đông y và em cũng học đa khoa. Vâng, đấy là bây giờ thì làm thế nào để thuyết phục được em ạ? Vâng, đấy là cái điều tất nhiên chị ạ. Đấy là cái điều tất nhiên rồi, vì các bác sĩ giống như em ngày xưa ấy, học ở trong trường y thì không được học được cái này. Vâng, và em cũng phản đối cái này 2 năm trời chứ không phải là ít chị ạ. Em đã phản đối 2 năm trời khi thủ lĩnh quốc gia OpenCard đã chia sẻ cho em cái dòng sản phẩm chức năng. Và em đã phản đối 2 năm trời, đằng đẵng 2 năm trời bạn theo em, bạn OpenCard ấy, anh thủ lĩnh quốc gia OpenCard ấy, theo em đúng 2 năm trời. Và đây
khi mà bác sĩ mà có vấn đề về sức khỏe, bác sĩ cũng không giúp được cho mình đâu. Vậy khi mà người ta có vấn đề thì mình là có cơ hội. Khi người ta có vấn đề thì mình sẽ có cơ hội. Vậy chia sẻ cho bác sĩ là một cái điều hết sức là dạ, hết sức nan giải. Vì người ta có cái tôi, vì bác sĩ là một trong những cái đối tượng là quyền lực. Bác sĩ, giáo viên, thầy bói là có đối tượng quyền lực, đúng không? Vậy thì khi nào người ta có vấn đề thì hãy trao cho người ta cái giá trị này, thì người ta sẽ chấp nhận ngay. Giống như Huynh ngày xưa ấy, đang đau bụng ngộ độc, uống formula 4 vào nó hết ngay, bắt đầu tìm hiểu và tin ngay. Nếu người ta không sử dụng, không bao giờ người ta tin. Và đấy là bác sĩ nó có đối tôi rất là to. Và trong cái thời gian này làm sao để chia sẻ cho bác sĩ, đúng không? Thì bác sĩ là một trong cái rất là người rất là nghiên cứu tài liệu chi tiết đưa cho họ, và mình cứ bám thôi, mình cứ quan hệ bình thường, còn mình đi tiếp tục đi tìm những người cùng giá trị với mình, vừa làm việc vừa làm bạn, vừa tìm người khác vừa làm bạn, thì chắc chắn có ngày người ta sẽ chinh phục được, đúng không? Nước chảy sẽ đá mòn, đấy là một cái điều rất tuyệt vời chị Hoa nhé, chứ không phải là chia sẻ cho ai người ta không công nhận, đúng không? Và cái điều này những người tin đi theo mình, những người thích giá trị sức khỏe ai cũng thích thôi, nhưng khi người ta có vấn đề thì bắt đầu là đấy là cơ hội. Chị Hoa đã thỏa mãn cái câu trả lời của em chưa? Vâng, cảm ơn. Rất cảm ơn. Chúc chị Hoa sẽ thành công ở trên con đường CV này. Chị hãy tìm thật nhanh những người cùng giá trị với mình, những người thích thực phẩm chức năng, những người tin yêu cái con đường của mình đi và cái công cụ mình đã chọn. Và ngày hôm nay thì cái buổi chia sẻ cũng đã quá 3 giờ, quá 4 giờ 1 phút rồi. Thì Huynh cũng xin chúc toàn thể chúng ta, những người mới lần đầu tiên tham dự cái Zoom, cái hội thảo của CV, nếu chúng ta bỏ công bỏ sức tìm hiểu kỹ lưỡng một lần thôi, mình tin chắc rằng sẽ không hối hận, đúng không? Và đây là một cái điều tuyệt vời nhất. Mình xin chúc cả nhà một buổi chiều vui vẻ và thành công. Hãy liên hệ lại với những người mời mình để tìm hiểu kỹ hơn về sản phẩm, về CVRI, để trải nghiệm cái dòng sản phẩm này một cách tuyệt vời nhất. Chúng ta hãy tưởng tượng đi, nếu chúng ta đi viện thì chúng ta thế nào? Nếu chúng ta không có nguồn thu nhập thêm thì chúng ta thế nào? Và CVRI là công cụ tuyệt vời nhất trong cái thời đại bây giờ, trong cái buổi Covid như chúng ta vừa biết, đúng không? Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà. Chúc cả nhà một buổi chiều tuyệt vời nhất ạ. Xin chào và hẹn gặp lại chúng ta. Chào nhau nhá. Xin chào các anh chị. Mở Zoom lại sau khi Huynh mở Zoom lại nhá, để chúng ta giúp nhau ra quyết định.